Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả anh em một ngày mới thiệt là nhiều nắng. Thời tiết chỗ mình á, ở Gia Lai mình á, hôm bữa giờ mưa suốt mọi người. Gần như cả tháng nay mới được một cái bữa nắng ngon như vậy á. Mà lúc nãy giờ mình quay video trước nhà, nhưng mà nhà hàng xóm mở nhạc mọi người. Thành ra là mình cài cái nhạc của mình nó lớn hơn, nó đè cái nhạc của nhà hàng xóm á. Chứ không là nó sẽ dính bản quyền mọi người. Cho nên thôi, ngồi trước hả, người ta mở nhạc thì mình ra sau nhà mình chơi. Đó mọi người. Thì tình hình mấy bé Trà Mào Bạch Tạng của mình hôm bữa giờ mình nuôi vẫn rất là khỏe mạnh, không hề yếu hay là đau bệnh gì luôn mọi người. Nói chung mình chăm sóc như những cái con chim bình thường, chứ không khác gì chim bình thường hết đó. Đây mọi người, đây trong này cũng một bé Bạch với một bé Indo. Tại vì hiện tại mình đang nuôi một cái mấy con chim Trà Mào non trong một cái lồng của Trà Mào Indo á. Thành ra là cái lồng này của con Bạch mình nhốt chung luôn với con Indo, hai con cho nó ở chung chuồng luôn mọi người. Đó thì tình hình ngày hôm qua mình mang cái con chiến binh quốc là tân của mình đi thi, nhưng mà trời mưa mọi người, mưa tầm tã luôn, mưa tè le hột me luôn đó. Thành ra là cái con chim của mình là một con chim bộ khủng long dày, nó không thích hợp đấu trời mưa mọi người. Nói chung ghiền thì mình xách đi thôi. Thi nó rớt cho nên là hơi buồn buồn xíu đó, thành ra là ngày hôm qua không quay video luôn mọi người. Đó thì thi rớt về đâu có quay được. Đó thì ngày hôm nay nắng đẹp quá cho nên là quay video nè mọi người. Đó mình cho hai con này nó nhảy lật một tí xíu. Ủa sao nó không lấy nét ta? Mình cho hai con này nó nhảy lật một tí xíu, cho nó nhảy khoảng 10 15 phút nữa thì mình sẽ cho con này vô nhảy. Đó. Hiện tại thì hai con này cho nó ở chung chuồng này mọi người. Còn cái lồng kia á, thì mình nhốt ba cái con Trà Mào non của mình. Đó mọi người, hôm nay nắng đẹp ghê luôn trời ha, bay nhảy rất là khỏe mạnh luôn mọi người. Đây nè, mình nghe lúc mình chưa nuôi mình cũng sợ lắm mọi người, chim Bạch nó đắt tiền mà, mình nghe yếu yếu mình sợ, mà mình cứ nuôi chăm sóc rồi nè, nó rất là khỏe mạnh luôn, bay nhảy nó mạnh như trâu vậy đó mọi người. Đó. Còn tình hình chim trong cái AV của mình đó, thì gần như mình cho anh em cũng gần hết rồi, chỉ còn có vài con chim thôi, mấy con chim manh manh với lại ba con chim đầu rìu, một cặp chim ngũ sắc nè, chim quế lâm thì mình cho ông anh mình luôn rồi, với lại một cặp tiểu mi ở trong này đó mọi người. Đây con đầu rìu đó. Nói chung là gần như chim nhà mình AV cũng gọn rồi, tại vì mình chuẩn bị mình mua gạch về mình xây á mọi người, xây bốn cái chuồng á, thang để mình mở góc rộng ra đó. Mình xây một bức tường, một bức, hai bức, bên này bất là ba bất, như vậy là mình được 1 2 3 4 4 chuồng nuôi sinh sản. Thì thành ra là mình phải cho bớt mấy con chim trong AV. Nói chung bây giờ khá là gọn rồi. Bây giờ là ok rồi, bây giờ mình chỉ cần mua gạch về mình xây là ok thôi. Cái vấn đề hả, tài chính, đang đợi tài chính mọi người. Đó. Còn tình hình cái cặp chim Trà Mào Indo của mình á, thì hiện tại nó đã ấp được 3 ngày rồi mọi người, ấp được 3 ngày rồi. Không có camera thành ra là không dám quay, không dám theo dõi. Mình tính cột cái điện thoại của mình vô cái cây gì đó, xong mình thọc vô trong cái chỗ tổ mình quay thử nó, coi thử mấy trứng. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại mình sợ nó bỏ tổ, cho nên thôi mọi người. Cho nên là cũng không dám động vô. Cái lứa đầu tiên nó rất là quan trọng, để cho nó gọi là đầu xuôi đuôi lọt, cho nó để rồi cho ngon lành cành đào. Theo như dự tính thì bạn Vũ nói với mình là Trà Mào á, nó ấp tầm khoảng 12 cho đến 15 ngày. Hiện tại chim nhà mình ấp được 3 ngày rồi. Đó, hy vọng là tầm khoảng 10 11 ngày nữa thì nó sẽ nở. Khi mà nó nở thì bạn Vũ nói với mình nó sẽ gấp cái vỏ trứng nó vứt bên dưới. Nó vứt bên dưới. Mình chỉ cần thấy vỏ trứng là mình biết chim nó đã nở rồi. Thì chắc khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày nữa chim nó nở thì mình sẽ cột cái điện thoại mình vô cái cây, xong mình thọc vào mình quay cho anh em mọi người xem nha. Chứ bây giờ chim nó đang ấp mình không dám quay, quay nó bỏ ổ một cái là xong phim luôn mọi người. Lứa đầu tiên đang rất là hóng cho nên là thôi, nán mấy ngày nữa nha anh em. Còn tình hình mấy bé Trà Mào non thì cũng tương đối ổn mọi người. Cái này là mình lấy sâu nhỏ với lại cám, mình chế một ít nước sôi vô cho nó chín, nó nở ra xong mình cho mấy bé ăn thôi. Cứ vậy đó mọi người, nói chung chăm cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà thời tiết hôm bữa giờ thì trời nó mưa khá là nhiều á mọi người. Nó mưa khá là nhiều, thành ra là
Mấy con chim non đây nó không có chim mẹ ấm á, nó cũng không có được khỏe lắm. Lúc nãy phơi nắng thì cũng ok, xong đem vô mát thì nó xù lông xù lá mọi người. Nhưng mà nói chung cũng khỏe. Ở con kia con em út, con đó thì nó yếu nhất á, nó là em út, còn hai con này lớn hơn mọi người. Đó. À, đây là cái thùng nuôi cào cào của mình mọi người, cái mô hình nuôi cào cào của mình. Nhưng mà có vẻ nó không có triển vọng mấy mọi người. Đó cái con cào cào nhỏ nhỏ nè. Đó 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 đó. Nó không triển vọng mấy tại vì nó nhỏ. Nó nhỏ, cái không gian nó quá nhỏ nên mình nuôi nó không đạt mọi người. Nó nở ra rồi nó cũng chết dần chết mòn hết. Cỏ thì mình bứt mình bỏ vô xong rồi nó ăn nó cũng rụi hết. Mình trồng lúa trồng đồ nó mọc lên nó mọc không kịp. Thành ra là cái mô hình nuôi cào cào này chẳng qua là mình để rộng thôi. Chứ còn nuôi cho chim ăn thì mình nghĩ là chắc không không ổn. Cào cào nó ở ngoài tự nhiên nó rộng rãi, nó bay, nó nhảy, nó ăn uống nhanh lớn thôi. Mình nuôi về hoài nó không lớn luôn mọi người, nó cứ nhỏ xíu vậy đó. Còn sâu canxi thì có vẻ nó ổn hơn mọi người. Đó, như anh em mọi người nuôi chim sinh sản sâu canxi thì ổn hơn. Còn chim đấu thì... thôi, chim đấu thì chắc không ai cho ăn cái con này. Này sâu canxi. Còn cái bé chè đất này của mình thì nó đang lột lông mọi người. Nó lột lông cũng sắp xong rồi. Cái bụng nó thì đen xì rồi, giờ chỉ còn cái phần cổ với cái phần đầu nữa là xong. Cái đuôi nó thì nó nhát quá, nó nhảy gì mà gãy tè le hết. Mà đuôi hình như nó cũng chưa rụng, chưa thay mọi người. Hôm bữa giờ thì nó hót ghê lắm. Nhưng mà nó nhát quá, không biết nay mai để bàn chơi có được hay không nữa. Nó hót ghê lắm, lòng lá tê tu mà hót gớm lắm mọi người. Mà mình không có canh được, nhiều khi nó hót á mình cầm máy quay để mình quay nó không có chịu hót nữa. Thôi rồi. Đó, nhìn mặt ảnh kìa. Bây giờ là 12 giờ 20 phút nè mọi người. Đó, đây buổi trưa của mình đây, tranh thủ làm xong một gói mì tôm. Nói chung tại mình cũng không có vận động gì nhiều cho nên cũng ăn ít lắm mọi người. Đó. Còn đây là cái bé chó này là của một bạn Tuyến ở Bình Định tặng cho mình. Cách đây chắc cũng khoảng 2 tháng trước, hơn 2 tháng rồi. Chó này lai phóc nhỏ xíu à. Chơi mì tôm mày. Đó mọi người. Thì tình hình là mình cập nhật cho anh em mọi người xem để cho biết tình hình. Nói chung là một cái video mình quay, mình dàn dựng nó cũng khá là kỳ công mọi người. Mình quay, mình dàn dựng từng ly, từng tí, mình canh, mình chỉnh. Nhiều khi cái con chim nó đang hót, đang sổ rầm rầm rầm, nó chét ầm ầm ầm. Cái mình xách cái điện thoại ra, mình quay cái nó lại im ru, nó lại không kêu, không sổ, không chét. Đó, thành ra là mình canh để mà quay được những lúc mà nó chét hay là nó sổ, ngó vậy thôi. Chứ nó cũng khá là kỳ công, khá là khó luôn mọi người. Từ sáng sớm 8 giờ xong dàn dựng quay video cho tới bây giờ là 12 giờ 20 là xong một cái video. Ăn một gói mì tôm xong thì mình sẽ edit video, nó rơi vào tầm khoảng 1 giờ hơn 1 giờ, xong rồi mình up video. Hẹn 5 giờ chiều thì nó tầm khoảng 2 giờ thì mình mới up video xong. Rồi từ 2 giờ cho tới 4 giờ là mình sẽ tắm chim cò xong xuôi. Sau 4 giờ chiều thì mình sẽ đi đón con. Đó, thành ra là cái thời gian làm việc của mình nó cũng khá là lu bu á. Cho nên là rất là nhiều anh em nhắn tin, gọi điện. Cái thời điểm ban ngày mình không cách nào mà trả lời tin nhắn hay là nghe máy này kia nọ được. Hay là nhiều khi mình quay video, ví dụ như bây giờ đang quay. Đó, anh em mà gọi trúng ngay cái lúc này thì làm sao mình bắt máy được. Hay là trong cái thời gian mà từ 8 giờ sáng cho tới tầm khoảng 1-2 giờ chiều là gần như là mình không có cái rảnh cái giây phút nào để mà bắt máy trả lời cho anh em luôn. Cho nên mình nói để anh em mọi người thông cảm, hiểu cho mình tí xíu nha. Chứ nhiều quá, anh em nhắn tin nhiều quá mình không có cách nào mà trả lời được. Mà trong cái thời gian quay video nó rất là khó. Mỗi khi mình cầm máy là mình quay là mình bắt buộc phải cài chế độ máy bay. Đó, cho nên anh em mọi người thông cảm nha. Đó, mình cập nhật cho anh em mọi người biết tình hình. Hôm bữa giờ thì do thời tiết nó mưa hoài thành ra không quay video được mọi người. Hôm nay nó nắng đẹp thì mới quay video được nè. Hôm bữa giờ thì bán miếng lót lòng với lại dầu quét lòng cũng khá là ổn. Nói chung rất là nhiều anh em ủng hộ cho nên là mỗi ngày nó đều có thu nhập 200-300 ngàn rất là đều. Cho nên cũng đỡ, cũng xoay sở được, cũng khối việc mọi người. Nói chung mình rất là cảm ơn anh em mọi người luôn. Nên thôi cái video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nha. Bây giờ mình sẽ edit video
để mà chiều 5 giờ anh em mọi người xem cho vui nha. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.